chiếc xe này. Thì cái điều duy nhất á, mình thích ở chiếc xe này là cái kiểu dáng của nó khá là hiện đại nha. Rồi đèn led nè, hai cái đèn led rất là sáng nè, có pha luôn. Rồi nhìn nó rất là hiện đại. Và cái điều thứ hai của mình thích là cái phần thắng ABS này, mình rất là thích phần thắng ABS này, rất là an toàn. ABS trước sau luôn ha. Cái điều tiếp theo nữa mình thích đó, nó chính là cái hệ thống này, HSTC trên chiếc SH150. Hình như là theo mình biết là 150 mới có cái này. Thì cái này là hệ thống chống trượt bánh nè, thường là được trang bị trên những chiếc phân khối lớn á đó, để giảm lực kéo của cái xe xuống. Cái này mình có thể tắt được nha, thì để cho cái xe nó mạnh hơn thì mình tắt nó đi, nhưng mà mình để như vậy đi cho nó an toàn hơn. Thì khi mình tắt đi mình sẽ cảm nhận cái xe nó mạnh hơn, mình cảm nhận thấy rõ luôn. Cái điều mình thích tiếp theo nó là cái máy này, nó là hai nạp hai xả ha. Máy ESP cộng này nó mạnh, mình thấy nó mạnh hơn chiếc SH đời những đời trước rất là nhiều. Cái điều nữa mình thích nó chính là cái màu sơn. Màu sơn của xe đợt này là Honda làm rất là dày, cái màu sơn rất là dày, có kim tuyến, có cam đai luôn. Màu sơn rất là dày, rất là chắc ha. Không như những đợt trước thì cái màu này nhìn nó giả, còn cái màu này nhìn nó sang hẳn lên. Những cái nước sơn nó dày. Tiếp theo nữa mình thích chính là cái hệ thống này, cái khung sườn mới này, nó làm cho chiếc Honda SH đời 2020 trở lên, 2020, 21, 22 nó cho được cái cảm giác vận hành nó êm hơn là đời trước, và cái xe nó đầm hơn. Khi mình chạy tốc độ cao mình không có cảm thấy cái xe nó bị quăng ở phía đằng sau này, nó rất là chắc. Này cái hệ thống treo mới nè, cái yếm này. Cái yếm này của chiếc xe đời này thì nó được mạ chrome ha, nhìn nó rất là sang cái chiếc xe. Nhiều người thì không thích, nhưng mà riêng cá nhân mình thì thấy thích cái này. Nói về phần khen rồi, bây giờ nói về phần chê. Thì cái phần chê á, là mình chê cái phần bộ nồi này của chiếc xe. Cái nồi này Honda làm quá dở, chạy nó rung, bị rung đầu và mình sửa nó không hết. Mình tháo ra vệ sinh thì nó hết, nhưng mà đi khoảng 100 cây là bắt đầu nó rung trở lại. Khi mình lên ga nhẹ khoảng chừng từ 0 cho đến khoảng 15-20 cây là cái đầu nó rung rất là khó chịu ha. Tiếp theo mà mình chê ở chiếc xe này là cái bạc đạn xe của nó quá dở. Thì khi mình dắt xe đi á, cái xe nó kêu xè ở bên trong này, là nguyên cái bạc đạn dàn chân luôn. Có nghĩa là bạc đạn gấp nè, bạc đạn nồi, rồi bạc đạn hai cái bạc đạn bánh trước, rồi bu li nồi. Thì khi mình dắt xe, cái xe nó rất là kêu. Thứ nhất, thứ hai là khi mình chạy á, cái xe nó cảm giác nó không có được bốc mà nó ghi lại. Bởi vì những cái bộ phận bạc đạn, những bộ phận con lăn đó là nó dở quá. Mình nghĩ là mình sẽ thay cái bạc đạn, nguyên một bộ bạc đạn của dàn chân để cả.